Hàng đâu? Cô là ai đấy? Hàng gì? Hàng ấy. Thu hồi chích ấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Linh Giang đây. Mình đang bị ốm mọi người ạ. Mình vừa mới ở trong nhà, mình vừa mới nghĩ ra một cái video là đi hỏi Thu hồi chích. Mình chưa làm bao giờ. Nên là ngày mai mình sẽ đi quay gọi là đi hỏi mọi người Thu hồi chích nhá. Ok, nhất là mấy cái bác già lớn tuổi ấy, để xem phản ứng của bác ấy như nào nhá mọi người nhá. Ok, mọi người cùng chào đón video của mình nhá. Vỗ tay! Mọi người ơi, mục tiêu thứ nhất cho mọi người á, bà bán hoa. Con chào cô ạ. Cô ơi, cho con hỏi là cô biết ở đâu bán thuốc hồi chinh không ạ? Thuốc hồi chinh ấy ạ? Chị có bán thuốc hồi chinh không? Em treo cái gì? Hôm trước em vừa mua thuốc hồi chinh ở chỗ này, xem có cái bà đứng ở đây, không biết bà đâu về nhỉ? Cô nhỉ? Bác nhỉ? Dạ? Thuốc bác kia, và cái hàng thuốc bác cái gì? Đúng rồi, cái bà mà bán thuốc hay bán thuốc ngồi đây bán thuốc hồi chinh ấy. Người ta chỉ bán mỗi sáng thôi mà thỉnh thoảng người ta về đây. Ui, thế à? Thế loại cái thuốc đấy chắc quý hiếm nên là người ta ít về. Thuốc dân tộc nên thỉnh thoảng mới về đây mà. Đấy, cháu đang đi tìm thuốc hồi chinh ấy. Thế cháu cảm ơn bác nhá. Dạ vâng. Vâng ạ. Hôm trước đây quán của bác đúng không? Hôm trước cháu vừa mua thuốc hồi chinh ở đây xong này còn. Ý là cháu mua cái thuốc hồi chinh ở trong cái quán này luôn. Bác lấy cho cháu cái thuốc hồi chinh đấy. Hồi trước bác vẫn bán cho cháu còn gì. Bác không bán thuốc hồi chinh bao giờ ạ? Cháu vừa hôm trước cháu mua ở đây xong bác này. Thuốc hồi chinh ấy, viên ấy, thuốc hồi chinh của Kelly đấy bác. Anh biết thuốc hồi chinh không? Không. Thuốc hồi chinh của Kelly đấy. Bà này bà bán này. Đây. Bà bán đấy. Không ăn đây bao giờ đâu. Bác có bán cái thuốc hồi chinh của Kelly đấy, cái bánh ấy. Thuốc hồi chinh ấy bác. Nhưng mà đây này không biết cái thuốc hồi chinh nào, nó có biết đâu. Thế à, thế thôi, cháu cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng, dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ. Ở đây không bán cái đấy mà sợ. Dạ vâng, dạ. Thế cháu về nhé, cháu cảm ơn bác. Chị có bán để giá bán để sao? Ok mọi người, mục tiêu thứ hai nhá. Chị. Cô. Chị có bán cái quả hồi chinh không ạ? Không, quả hồi chinh là quả gì chị biết đâu. Cái quả ở trong có cái viên hồi chinh ấy. Cái quả keo ly ấy, mà cái quả để dùng để hồi chinh ấy. Hôm trước em vừa mua cái quả hồi chinh ở chị mà. Cái quả hồi chinh ấy, hôm trước em vừa mua ở đây xong. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Người bán thì không biết mà người mua thì biết thế mới hay chứ. Không, chắc chồng chị, có phải chồng chị ở đây em chuyển khoản đúng không? Phải chị, chồng chị bán cái quả hồi chinh còn gì? Cả chị cũng có ở đây còn gì? Cái quả táo nó bé này à? Không, cái quả mà nó to to mà cái nắm đấm này, xong ở bên trong nó có cái viên hạt ấy, uống là hồi chinh đấy. Cái quả hồi chinh ấy bà có biết không? Không. Thế lại không có à? Cái quả bên trong nó có hạt xong nó có nước uống là quả gì? Cô có biết quả hồi chinh không? Cái quả hồi chinh mà nó cứ to to như này này, xong ở bên trong nó có cái viên ấy để uống mà là nó hồi chinh ấy. Tôi chưa chị không biết quả hồi chinh à? Em vừa mua ở chỗ chị xong, chắc chắn là chỗ chị có. Thế thôi em cảm ơn chị nhá. Chán nhỉ, lại không có quả hồi chinh. Em về nhá. Lừa rồi. Ok mọi người ơi, mục tiêu thứ ba nhá. Thấy anh bán đậu kia cũng gọi là nhỏ nhắn xinh xắn đấy. Đi.
miếng đậu Hội Trinh. Đây, đậu này đây. Đậu Hội Trinh ấy ạ. Đuôi gì đậu, đuôi gì bác ơi. Bà có đậu Hội Trinh không ạ? Đuôi gì ạ? Cái miếng đậu mà nó màu đỏ đỏ ấy, mà uống mà ăn vào là nó Hội Trinh ấy. Bà biết không? Bà biết được không? Miếng đậu mà nó màu đỏ đỏ ấy. Không biết ạ. Quan gì đấy? Thôi chỉ có thế này thôi. Hôm trước cháu mua ở đây mà. Cái đậu của keo ly ấy, nó màu đỏ đỏ ấy à? Để Hồi Trinh ấy à? Thì anh cũng bán hết rồi. Hết rồi à? Thế tiếc thế. Thế thôi cháu cảm ơn nhá. Em về đây. Ừ. Không bán. Ngon mấy năm ngàn. Mọi người ơi, mục tiêu số 4 nha, bác bán lịch. Bác ạ. Bác ơi, bác có bán thuốc Hồi Trinh nữa không ạ? Không bán nữa à? Không. Bác nghỉ bán thuốc Hồi Trinh rồi ạ? Bác chỉ bán, bác không bán cái đấy. Hôm trước cháu vừa mua ở đây cơ mà, bác cũng bày như này cơ mà. Có cái thuốc Hồi Trinh nó viên viên ấy, keo ly ấy. Có, trước bác có bán mà, trước cháu có mua, bác bán thuốc Hồi Trinh mà. Nó cũng kêu, nó kiểu là, nó tấm tấm như kiểu cái kia kìa. Mà uống vào là nó Hồi Trinh ấy, như cái viên nó bé này này. Ông của ai rồi? Cháu mua của bác, cháu nhớ rõ mặt bác mà. Hôm trước bác cũng mặc bộ này. Ui dồi, cái thuốc Hồi Trinh ấy. Hôm trước bác giới thiệu là bác ấy quá còn gì. Bác hôm trước bác còn giới thiệu là ở chỗ này có một mình bác bán còn gì. Hôm nay cháu chờ mãi cho mới ra được chỗ bác đấy. Bác cháu không như này thì bác không bán thuốc Hồi Trinh nữa. Không. Vâng. Thế cháu cảm ơn bác nhá. Chán không thuốc Hồi Trinh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok mọi người, mục tiêu thứ 5 nhá mọi người nhá. Hàng đâu? Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Hàng đâu? Cô là ai đấy, hàng gì? Hàng ấy. Thuốc Hồi Trinh ấy. Thuốc Hồi Trinh là thuốc gì? Trinh đi, chuyển tiền rồi đây. Tiền nào? Vừa mới hôm qua. Thuốc Hồi Trinh ấy. Thuốc Hồi Trinh là thuốc. Bạn lại cứ đùa tôi. Thuốc Hồi Trinh cái gì nữa? Cô nhầm người rồi, tôi không biết cái thuốc đấy. Thuốc Hồi Trinh ấy, vừa hôm qua vừa chuyển tiền xong, cái thằng này mày bị bợm à? Hả? Thuốc Hồi Trinh là thuốc gì? Thuốc Hồi Trinh còn gì nữa? Ô mày làm sao đấy? Mày định bị bợm bà mày à? Không quen. Không quen gì? Thuốc Hồi Trinh hôm qua vừa. Ý, rồi còn gì nữa? Này, thuốc Hồi Trinh ấy. Cái này dở. Thuốc Hồi Trinh là thuốc gì? Cái thuốc Hồi Trinh keo ly đấy, mấy cái in phạm thoại anh vừa chuyển tiền rồi. Cái thằng này cứ lật lọng mà mày lật lọng không? Con này mày bị làm sao ấy? Thằng này đúng là mày làm sao? Mày hút cháo hào về rồi mày nấn à? Nhầm người rồi. Nhầm người nào? Cái gì? Thuốc Hồi Trinh. Không phải, tôi không biết. Thuốc này thuốc gì? Nhanh nhanh đưa đây. Người ta nhìn thấy, thuốc Hồi Trinh đưa đây. Thuốc gì không biết. Nhanh lên, người ta nhìn thấy bây giờ. Nhầm người rồi, không tôi không biết đâu. Đưa đây nhanh lên. Điên à? Ô cái thằng này làm sao đây? Đưa đây. Ô mày đã đưa thuốc Hồi Trinh cho tao đâu? Tôi không biết thuốc gì đâu. Thuốc Hồi Trinh hay còn gì? Anh ơi, thuốc Hồi Trinh. Thuốc Hồi Trinh của em đâu? Anh ơi. Anh ơi, thuốc Hồi Trinh. Thuốc Hồi Trinh của em đâu? Anh ơi. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Ôi trời ơi. Mọi người, ông anh này chạy rồi, chưa kịp nói là em quay cái video ông ấy chạy rồi mọi người ạ. Thôi đổi mục tiêu. Ok. Okay. Này,
Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Ok mọi người ơi, nói chung là bây giờ cũng trời cũng ngâm ngẩm tối rồi mọi người ạ. Mình đi muộn quá nên là trời tối rồi. Nói chung là góp mọi người cuối cùng này. Mình thấy ở công viên đây là rẽ vào luôn, đỡ phải ra chỗ khác. Thế mọi người ạ, đỡ phải tìm. Chị này cũng xinh ấy. Em chào chị ạ. Ừ, chào em. Chị có phải người ở đây không ạ? Ừ, chị người ở đây. Thế chị cho em hỏi là chị có biết địa chỉ ở đây là có chỗ nào bán thuốc hồi trinh không ạ? Thuốc hồi trinh á? Vâng ạ, thuốc hồi trinh ạ. Em nói là làm gì có thuốc hồi trinh nhỉ? Có thuốc hồi trinh. Đợt trước bạn em mua ở đây xong rồi em từ Hà Nội em về đây ấy. Chị từ bé giờ chị chưa nghe đến thuốc hồi trinh bao giờ. Có thuốc hồi trinh ấy chị, thuốc hồi trinh của Kelly ấy, Make in Phạm Thoại ấy. Mày đùa chị đúng không? Em đùa cái gì? Đúng, có thuốc hồi trinh mà, chị không biết đâu. Thật á? Thật mà. Thật, mày nói thật chị. Chả có thuốc hồi trinh. Chị không tin, trời ơi. Mày nói thế nào ấy? Có thuốc hồi trinh. Ơ, ở đây có bán thuốc hồi trinh chị cũng không biết à? Chị từ bé giờ chị sống ở quanh đây, chị chưa thấy quán nào nó bán thuốc hồi trinh cả. Em uống mấy lần rồi, có thuốc hồi trinh. Thật, có đúng thật. Rồi, hồi thật. Thật luôn. Đúng rồi. Thế mày biết dạ? Cái thuốc hồi trinh ở đâu? Em cũng đang đi tìm địa chỉ đây. Chị cũng có nhu cầu hay thế nào? Ừ, chị cũng có nhu cầu. Đấy, chị cũng đang đi tìm đây. Oh my god. Chơi nhiều giống tuét nữa rồi lại còn thuốc hồi trinh thì bà này đúng vào tưởng. Chơi nhiều giống tuét nữa rồi lại còn thuốc hồi trinh thì bà này đúng vào tưởng. Quá chuẩn luôn. Chúng mày thanh niên nó toàn đã bảo là em rỗng rồi, nhiều lắm rồi, nhưng mà em uống nhiều lắm rồi, uống một vỉ rồi, hết rồi. Thế là nó rỗng ra thì trinh nào nó hồi được. Đã bảo là em rỗng rồi, nhiều lắm rồi, nhưng mà em uống nhiều lắm rồi, uống một vỉ rồi, hết rồi. Ta lúc đúng rồi. Chị cũng có nhu cầu đâu. Chị có nhu cầu hả? Ừ. Thế thôi, thế để em đi tìm, bao giờ em quá em liên hệ. Mày biết đâu, mày chỉ chị đấy. Em ạ. Thôi chị ạ, để em cứ đi tìm em uống trước nhá. Thôi, em cảm ơn chị nhá. Mày cho chị đi theo, chị có kìa. Thôi chị ơi, thôi. Mày biết rồi đâu, mày dẫn chị đi. Thôi chị ạ, em đi đây em ơi. Bà ấy cứ đòi đi theo mọi người ạ. Vai tường thật đấy. Tường thật mọi người. Đúng rồi, tiếp giật. Thôi mọi người ạ. Nói chung là video hôm nay ạ, trôn thuốc hồi sinh thế đủ rồi. Về trời cũng ngâm ngẩm tối rồi, mình đi quay các thứ từ chiều ấy mọi người ạ. Nếu như mọi người thấy video của mình hay hoặc là muốn mình làm thử thách trôn nào người lạ thì mọi người hãy comment nhá. Đăng ký kênh cho mình nhá.